Xin chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh của Trúc Phương nha. Cả nhà ơi, hôm nay Phương dẫn cả nhà đi ra ngoài sông với mình dân lưới ba màng nè. Thì hôm nay Phương sẽ bao quay cái đám con nhút ở đây nha cả nhà. Có nguyên rồi cái ổ con nhút ở đây luôn nè. Mình sẽ bao quay rồi mình sẽ đuổi đám con nhút này xem coi sẽ có loại cá gì trên sông mình đang dính được hôm nay nha. Kênh hôm nay mình sẽ giăng trên sông. Chọn đám gao luôn nha cả nhà. Thường ở quê Phương thì mấy cái chỗ mà có lục bình, có gao rồi cá nó hay tụ rồi lắm cả nhà. Cũng giống như trên ruộng rồi vậy đó. Dướng ở đây rồi. Giáp rồi cả nhà, Phương sẽ để đây nha. Ồ, mấy đợt ngon quá. Sẵn mình hái mấy đợt trước nè cả nhà. Mấy đợt con nhút non nhút luôn nè. Mấy cái mà có phao như thế này nè cả nhà thì nó sẽ non hơn là mấy cái loại mà đưa đợt lên không phao như vậy. Nhà nghe nó giòn gụm. Non mát quá cả nhà ơi. Giờ Phương sẽ băng ngang qua sông, mình sẽ qua bên đây mình mở hang nha. Nữa để mình thăm nữa rồi có dính không nha.
Dính được cọc ốc mua vàng cả nhà ơi. Dính được cọc ốc mua vàng. Trời ốc rồi bá luôn chứ bộ à. Bự lắm, bự luôn á, cả nhà biết ốc xong mà. Bự dữ lắm luôn nè. Xe lo khổng lồ quá. Bình nó từng nhiều luôn, kiểu như ở đây có cây cầu nè đó nha, cái lục bình nó tắt lại. Xem nè, đây nè, còn chút sâu lên. Chưa có đụng á. Sâu quá chừng sâu luôn cả nhà. Thấy có dấu vỏ bên ngoài hàng mới chát luôn. À, dấu chui ra chui vô nữa. Mình lại mình để cái chân mình đạp xuống cho nó đỡ lún mình xuống cái sình cả nhà, để một hồi mình rút cái chân lên không nổi luôn á.
nhà thấy rõ chưa? Có cái hang này đó nha, bên đào mà nó còn sâu hổng ở trong luôn kìa. Cái nhà thấy rõ không? Trời ơi, con ếch rồi cả nhà. Phương thấy dấu chân rõ ràng luôn. Đây con ếch rồi cả nhà. Con ếch chừng bự. Đâu quá. Để con nghe con thấy gì trước đây nè. Thank you.
mà cái đằng đẵng, cái khúc đẵng còn hồi nãy còn dư một khúc á cả nhà. Phương để cái thao đằng đẵng luôn à, giờ mình sẽ qua bển mình thăm ngược cái về. Con gì nó ghi vô trong cả nhà, ghi vô trong con nhút luôn rồi, biết lên cả nhà ơi, quên cái xà lan á, nó đi lại trời ơi, mắc vô lưới mình á, cái gì cứng như vậy. Dây nhợ đâu đẳng rồi cả nhà ơi. Dạ, đi vô đường chung mình. Đi nhanh lên cả nhà ơi. Ê, ôi chuột, con gì đây? Có con gì ha? Ấy, long kiến cả nhà ơi, một em long kiến hay cả nhà, một em cá long kiến. Có chỗ đứng. Rồng đó, rồng đó nha. Nãy ngay đây có con đám nè, Phương văng cái lưới xong rồi Phương gỉ nó lên luôn. Kiến nè, chính là một em.